Xin họ tên một chút nhé. Chỗ cái nào này khá là buốt. Em ấn một cái và mấy cái xung quanh ra hết luôn.
Em bị thế này lâu chưa? Cảm ơn ạ. Vâng. Lâu rồi, 2-3 năm. Anh không đi chữa ở đâu ạ? Không biết chỗ. Vâng, anh cứ để như thế thôi. Dùng sản phẩm rửa mặt ạ. Cái vùng sẹo ở vùng miền Hà này anh mà không chữa ấy, mà dễ bị nó xuất mình mà không đâu rồi. Sẽ xuất hiện sẹo lồi vùng này lắm. Anh dùng sữa rửa mặt là theo tư vấn hay là mình chọn đại? Cũng cho ra rồi. Anh chịu khó lắm, chỗ này anh biết là buốt lắm. Chỗ này nó bắt đầu hình thành sẹo này. Sẹo này là chữa thế nào? Là dây ạ? Bên em cũng điều trị bằng laser, nhưng mà trước hết anh phải điều trị tình trạng mụn của anh để nó ổn định, nó dừng lại, không phát triển lên nữa đó. Anh có cảm nhận được nó bể, nó vỡ không?
chịu khó mà tôi nhé.